Cảm ơn tất cả và hứa là sẽ cùng sát cánh với đơn vị thi công làm cho cái dự án này đặc biệt hiệu quả về lĩnh vực chống thấm. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc cho dự án chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng. Nhà ở gia đình tái cư thì sau này chúng ta cái chi phí xây dựng nó không lớn lắm, đầu tư không lớn lắm, nhưng cái chất lượng thì chúng ta lại phải đòi hỏi là chất lượng cao. Thì mong rằng là phía công ty xây dựng Bách Khoa Sài Gòn của anh Đào Văn Huân sẽ cố gắng làm sao đạt được tất cả các mục tiêu chúng ta đã đề ra, bao gồm cả về mặt tiến độ, bao gồm cả về chất lượng, và thực sự là một cái điểm nhấn để mà một bước đột phá mới trong sự tiến quân của công ty xây dựng phía Nam ra Bắc, đặc biệt là một doanh nhân rất là sáng của cái dòng họ Đào chúng tôi ở phía Nam, rất là trẻ nhưng mà có một cái năng lượng cũng như sự phát triển rất mạnh mẽ. Và tôi tin tưởng rằng tất cả các anh em khác trong cái câu lạc bộ Đào sẽ cùng chung tay để coi như ủng hộ cho anh Đào Văn Huân và công ty Bách Khoa, viện Bách Khoa Sài Gòn phát triển tốt. Và thay mặt một lần nữa, thay mặt anh em câu lạc bộ Đào, xin gửi tới các vị khách quý, các quý vị một lời cảm ơn chân thành và chúc tất cả sức khỏe, chúc sự thành công của dự án. Xin cảm ơn. Tôi đến đây với cương vị là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Linh Đàn. Với mong muốn thì thực ra triển khai dự án ngoài này thì cũng sẽ cố gắng là làm dự án nó chất lượng, đảm bảo chất lượng tốt và đưa những cái sản phẩm tốt đến tay cái người tiêu dùng cũng như là người ở đây một cách là hài lòng nhất. Thì tôi hy vọng là với đơn vị Bách Khoa thi công dự án này thì cũng là một cái mà cùng hỗ trợ chúng tôi để hoàn thiện cái dự án một cách tốt nhất, và trong quá trình làm là giảm thiểu rủi ro về sai sót cũng như là về chất lượng để mà đưa cái sản phẩm lên trường cho quý cư dân tương lai sẽ có một cái ngôi nhà cũng như cái tổ ấm thật là hài lòng. Xin hết ạ.